Trong chương trình, các bệnh nhân trong Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm Thần Kinh tỉnh Thái Nguyên đã tham gia các trò chơi như bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ, đẩy gậy, kéo co. Đây là những trò chơi dân gian giúp người chơi có sự vận động cả về trí lực và thể lực, tạo sự phấn khích, vui vẻ cho người chơi, tạo động lực, niềm tin cho người bệnh, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Hôm nay em thi bắt vịt thì không được, nhưng em đi cầu khỉ được 2 giải, vui, rất vui. Bên cạnh những trò chơi mang tính giải trí, vận động, Tết Trung Thu năm nay, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm Thần Kinh tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức thi chấm đèn Trung Thu và trang trí sắp mâm cỗ Tết Trung Thu. Qua bàn tay khéo léo của các cán bộ trong trung tâm, những chiếc đèn lồng hay những mâm ngũ quả mang nhiều ý nghĩa được trình bày đẹp mắt đã tạo nên một không khí rất vui tươi phấn khởi cho những bệnh nhân nơi đây. Hôm nay trung tâm tổ chức làm đèn ông sao và bày mâm ngũ quả các bệnh nhân của chúng tôi rất là phấn khởi vui. Hiện nay Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm Thần Kinh tỉnh Thái Nguyên đang điều trị cho hơn 250 bệnh nhân tâm thần đặc biệt nặng. Có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị trong trung tâm không có gia đình. Với họ, trung tâm chính là một gia đình lớn và mỗi cán bộ trong trung tâm như chính người thân trong gia đình của họ. Mục đích chính của cái việc này là nhằm giúp cho bệnh nhân khơi lại được cái ký của tuổi thơ, tạo được cái không khí vui tươi lành mạnh để giúp cho bệnh nhân phục hồi tốt hơn và tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Do vậy, nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú cho bệnh nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình điều trị bệnh nhân tâm thần. Do vậy, thời gian vừa qua, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm Thần Kinh tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để giúp các bệnh nhân có một đời sống tinh thần phong phú, qua đó góp phần nâng cao điều trị bệnh.